Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24 tháng 2. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Thời tiết mưa phùn ẩm ướt tại miền Bắc sẽ kéo dài đến bao giờ? Chuyên gia lý giải nguyên nhân sương mù bao phủ Đà Nẵng dày đặc. Nhật Bản đối mặt với tình trạng hóa lỏng ở vùng động đất. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 2, không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển mưa lạnh. Vậy trạng thái thời tiết mưa phùn ẩm ướt tại khu vực miền Bắc sẽ kéo dài trong mấy ngày? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 23 tháng 2, không khí lạnh chi phối toàn bộ thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ tại nhiều nơi thấp hơn 5 đến 7 độ C so với một ngày trước. Tại Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 20 độ C, vùng núi 15 đến 17 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 12 độ C. Đồng thời, mưa nhỏ tiếp diễn ở miền Bắc trong ngày 23 tháng 2 sẽ kéo dài đến hết ngày 24 tháng 2. Sau đó, khu vực bước vào giai đoạn mưa phùn và sương mù sáng sớm, duy trì đến cuối tuần sau. Thời tiết chủ đạo tại Hà Nội trong 5 ngày tới là mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây và âm u. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, cao nhất không quá 22 độ C, trời lạnh. Tại Tây Bắc, thời tiết vẫn hửng nắng về trưa và chiều, đồng thời nền nhiệt ở mức cao nhất 26 đến 29 độ C. Không khí lạnh lệch đông nên không tác động nhiều đến khu vực này. Ngày 23 và 24 tháng 2, Bắc Trung Bộ cũng có mưa, cục bộ mưa rào và dông. Người dân đề phòng hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, nguyên nhân của hiện tượng sương mù hiếm thấy tại Đà Nẵng những ngày qua là do lượng hơi ẩm lớn kèm theo tổ hợp của các điều kiện khác như gió nhẹ, trời quang mây. Những ngày qua, nhiều khu vực ở Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện tình trạng sương mù dày đặc và kéo dài trong nhiều giờ. Đặc biệt tại khu vực ven biển thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, sương mù càng dày hơn. Sương mù bao phủ thành phố khiến cho việc di chuyển, tầm nhìn bị hạn chế. Tại bờ Tây, cầu sông Hàn, sương mù che phủ nhiều tòa nhà cao tầng. Hai bên bờ sông Hàn cũng bị sương mù che khuất. Người dân Đà Nẵng cho rằng đây là hiện tượng hiếm thấy ở thành phố biển này. Lý giải về hiện tượng này, ông Phùng Hồng Long, trưởng phòng khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, tình trạng sương mù tại Đà Nẵng được hình thành là do lượng hơi ẩm lớn. Những ngày gần đây, tại khu vực miền Trung, không khí lạnh suy yếu và rút ra phía đông, tạo trường gió đông đông nam ở tầng thấp mang lượng hơi ẩm lớn trong không khí từ phía biển vào trong đất liền. Đồng thời, trời quang mây gây hiện tượng phát xạ bề mặt về ban đêm, mặt đệm lạnh. Ngoài ra, tại Đà Nẵng, thời gian này gió nhẹ khiến cho lớp không khí bề mặt ít bị xáo trộn, cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để hình thành sương mù. Trưởng phòng dự báo khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ khuyến cáo, việc sương mù kết hợp với ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ, mang thai và trẻ em, những người có tiền sử mắc bệnh về đường hô hấp, cần chú ý khi ra đường, cần sử dụng khẩu trang y tế để ngăn ngừa khí độc trong xương, giữ ấm cơ thể để đảm bảo nguồn nhiệt, không phơi quần áo ngoài trời để qua đêm. Ông Long chia sẻ, bên cạnh đó, sương mù còn làm giảm tầm nhìn nên các phương tiện tham gia giao thông cần kiểm soát tốc độ, đặc biệt ở những nơi, những thời điểm tầm nhìn bị hạn chế. Thưa quý vị, gần 2 tháng sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter vào ngày đầu năm mới năm 2024 ở miền Trung Nhật Bản, hiện tượng hóa lỏng đang gây cản trở các nỗ lực nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng ở các khu vực bị ảnh hưởng khi độ bền của đất suy giảm. Giáo sư Fumihiko Imamura làm việc tại Viện Nghiên cứu Quốc tế về Khoa học Thảm họa thuộc Trường Đại học Tohoku cho biết hiện tượng hóa lỏng xảy ra khi hơi ẩm trong đất, đặc biệt là ở các khu vực ven biển, do bị rung chuyển nên đã thoát ra khỏi các hạt đất thường dính chặt với nhau. Ông Imamura nói, nước nhẹ hơn nên sẽ dâng lên. Đó là lý do tại sao mọi người sẽ thấy những hố ga được nâng lên hoặc cát nổi trên đất liền. Trong trận động đất ở bán đảo Noto, hiện tượng hóa lỏng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở các thành phố như Wajima và Suzu của tỉnh Ishikawa. Nhưng hiện tượng này cũng xảy ra trên phạm vi rộng lớn của bờ biển Nhật Bản, từ thị trấn Uchinada gần thủ phủ Kanazawa của tỉnh Ishikawa đến các thành phố Niigata và Zuetsu ở tỉnh lân cận Niigata. Trong trận động đất lớn ở phía đông Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011, vùng đất khai hoang ở Urayasu, tỉnh Chiba cũng bị hóa lỏng. Mặc dù cách tâm chấn khoảng 300 km, nhưng bùn lầy vẫn sủi bọt từ các vết nứt và đường phố bị biến dạng.
Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, tính đến cuối tháng 3 năm 2022, trong số 86.594 km đường ống chính cần gia cố địa chấn, có 47.466 km tương đương, khoảng 55% được gia cố. Ông Imamura nói, đó là một thảm họa kép, sự hóa lỏng trùng lập với các loại thảm họa như động đất và sóng thần, có nhiều giai đoạn mà các thảm họa xảy ra cùng lúc và đây là điều chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Bên cạnh việc tập trung vào khắc phục tình trạng sau động đất, chính quyền Nhật Bản cũng rất quan tâm đến điều kiện làm việc của những nhân viên cứu trợ. Ngày 20 tháng 2, chính quyền tỉnh Ishikawa thông báo họ có kế hoạch thiết lập các cơ sở lưu trú tạm thời tại sân bay Noto ở phía bắc bán đảo Noto để hỗ trợ những người đang nỗ lực khắc phục các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày đầu năm mới. Một khách sạn còn nhộng với 82 phòng có sức chứa lên tới 134 người sẽ được xây dựng gần nhà ga sân bay và sẵn sàng đón khách vào cuối tháng 3, cung cấp nơi nghỉ ngơi cho nhân viên chính quyền địa phương, tình nguyện viên, nhân viên y tế, phúc lợi và những người khác tham gia vào công tác cứu nạn cứu hộ. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác, Trung Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa. Và Nam Bộ có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Nam gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 35-37 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5-1,5 m. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5-1,5 m. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 18-24 độ. Thành phố Vinh có mưa, nhiệt độ từ 21-25 độ. Thành phố Huế nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 23-32 độ. Thành phố Đà Nẵng nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 24-30 độ. Và thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 26-33 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai 24 tháng 2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.